Sao sư không dạy hay nhắc đến 16 hơi thở thiền và tại sao mình lại quán tứ oai nghi, tiểu oai nghi? Cái vấn đề như thế này là để mà quý vị quán được 16 hơi thở thiền, chúng ta phải có cái định tương đối. Mà cái định tương đối ở đây đó, nó không dành cho những người thuần túy là thiền quán mà không đi qua thiền chỉ. Bởi vì cái định của những người mà không có thiền chỉ, cái định họ rất là yếu. Mà bắt họ thực hành 16 kiểu hơi thở thiền á, họ sẽ rất là bối rối và họ càng thêm khó. Nó giống như là một cái đứa bé lớp 1 mà nó mới học có 1 cộng 1 bằng 2, 1 cộng 2 bằng 3, 1 cộng 3 bằng 4, 1 cộng 4 bằng 5. Mà mình bắt nó giải một bài toán đạo hàm tích phân thì nó chỉ có chơi chơi giới thôi. Nó nhìn như không hiểu gì hết, cho dù quý vị có cố quý vị giảng cho nó cũng không hiểu nổi, bởi vì nó chỉ mới có 1 cộng 1 bằng 2, 1 cộng 2 bằng 3 thôi. Cái khả năng ghi nhớ của nó có giới hạn và khả năng thực hành của nó có giới hạn. Nếu như sư hướng dẫn một cái nhóm mà họ có thiền chỉ, họ thực hành thiền chỉ mà cái định của họ thâm sâu rồi đó, chuyển qua thiền quán, thì sư sẽ hướng dẫn 16 hơi thở thiền. Còn cái kiểu mà chỉ không có sự hỗ trợ của định á, mà muốn thực tập 16 hơi thở thiền thì mình chỉ thực hành cho vui thôi, hiệu quả không có, bởi vì định nó bị tán loạn do cái đối tượng nó quá phức tạp và nó quá chi ly đi. Cho nên là sư chỉ giới hạn ở những cái đơn giản thôi, bởi vì cái đối tượng do giới hạn bởi cái đối tượng sư hướng dẫn. Đấy. Cho nên là sư chỉ hướng dẫn là thở vào, biết thở vào, thở ra, biết thở ra. Chỉ nội cái chuyện đó không thôi đó, người ta thành còn chưa có xong, người ta hành còn chưa có xong. Nếu quý vị hỏi, ok bây giờ sư nói là cái điều kiện của sư là như thế nào để mà hướng dẫn cái bước tiếp theo, quý vị thực hành cái chuyện này đi. Quý vị biết thở vào, thở vào quý vị biết thở vào, thở ra quý vị biết thở ra. Quý vị biết bằng cái định, cái năng lực định của cận định, cái quý vị có khả năng theo dõi bằng cái cận định á, thì khi đó sẽ hướng dẫn tiếp. Còn khi mà chúng ta chưa theo dõi được bằng cái năng lực định của cận định thì cứ thở vào, biết thở vào đủ rồi. Nó giống như nhiều người họ khi mà chúng ta ăn cơm, ăn khi chúng ta ăn bất kỳ cái gì, thực tế là chúng ta nên nhai cho kỹ, nên nhai cho nát, thì như vậy chúng ta mới có thể hấp thu được tối đa cái chất dinh dưỡng mà chúng ta ăn. Nhưng mà chúng ta ăn một cách nó rất là hại sức khỏe, tức là chúng ta ăn nhai không bao nhiêu hết, chúng ta lua đại, chúng ta ăn nuốt cho vội cho vàng, rồi bao nhiêu những cái thứ đó nó vào trong bao tử, chúng ta không tiếp thu được bao nhiêu hết, nhớ nha. Chúng ta đẩy hết gánh, đầu tiên là chúng ta đẩy hết gánh nặng cho bao tử. Cái thứ hai là chúng ta rất là lãng phí thực phẩm, bởi vì chúng ta không hấp thu được nhiều. Đấy. Và nó sẽ làm cho đủ thứ bệnh về sau. Cũng vậy đó. Đầu thì đầu cho nhiều 16 hơi thở thiền, mà nhai thì nhai không kỹ, ăn ăn không hết, tiêu tiêu cũng không xong. Thì đó là một cái điều tai hại. Đấy. Còn cái chuyện mà tại sao lại quán tứ oai nghi, tiểu oai nghi? Bởi vì đó là cái căn bản, cái đầu tiên khi mà quý vị thực hành tứ niệm xứ. Không phải ngẫu nhiên mà Đức Phật đề cập quán thân trước khi quán thọ, quán tâm và quán pháp. Không phải ngẫu nhiên. Cái thứ hai là cái chuyện mà quán tứ oai nghi đó,
là chúng ta thực hành nguyên cả một ngày. Bởi vì khi chúng ta hành thiền mà hơi thở, mà khi mà đi đứng nằm ngồi chúng ta vẫn an trú trong hơi thở thì nó lại đi qua thiền chỉ rồi, chứ nó không còn thiền quán nữa. Mà khi chúng ta đứng dậy chúng ta đi thì chúng ta thực hành quán tứ oai nghi thì nó sẽ thuận lợi hơn. Và cái cách sư hướng dẫn quý vị là nó sẽ phù hợp cho những người mới thực hành tứ niệm xứ. Đương nhiên nếu mà quý vị thực hành lâu rồi, quý vị có nhiều kinh nghiệm rồi thì nó sẽ có những cách khác. Nhưng mà khi sư hướng dẫn cho số đông, và số đông ở đây là số đông những người họ còn rất là sơ cơ, thì sư buộc sư phải hướng dẫn những cái cơ bản. Dạ, câu hỏi còn nhiều quá hả? Chắc phải